An. Sao lại? Anh chồng mình sáng ngủ dậy cái mặt ông à, hôm nguyên sáng đi làm đoạn sáng mới được cả nhà ơi. Sáng sớm 8 giờ sáng ở dưới quê, mấy con chó ngủ dưới gầm xe. Ngủ dưới gầm xe nó mát. Đây là báo nè, người ta đem báo là mỗi bữa sáng cả nhà. Cái này tốn tiền nha chứ không phải không tốn đâu. Người ta đem lại cái người ta dục vô đây nè. Đóng mỗi tháng đó. Mỗi tháng không biết nhiêu tiền. Anh coi à. Nhìn khán ha. Nó sao sao hả? Ý xù quá nè. Chào cả nhà. Sáng mình nấu đồ ăn sáng cho đại gia đình. Cho đại gia đình ăn sáng cả nhà ơi. Mình xào mì. Sáng mình xào mì. Rau nữa. Mì xào rau, để thêm ít miếng đậu hũ, 2 miếng, 3 miếng đậu hũ. Đây mình xào bún kẹo, để vô miếng thịt, để thịt vô. Hả? Hả? Bùi ạ. Cái này nguyên bào ra một hồi mình xào với mì với bún gạo. Ở đây Nguyên có chuẩn bị là 6 quả trứng gà, đậu hũ nguyên sắc miếng như vậy nè cả nhà, cà rốt bào ra theo thay vì mình Nguyên bào sợi, nhưng mà ở đây Nguyên không có cái bàn bào cộng á, cho nên Nguyên bào lát như vậy luôn. Bún gạo, rau với lại một củ tỏi. Ở đây là thịt hôm qua Nguyên nấu lẩu còn dư nè, Nguyên đem đi xào luôn. Ở đây trứng gà Nguyên sẽ đập rang cả nhà. Nguyên sẽ ướp với nước tương. Tại vì nhà đông người á cho nên Nguyên nấu nhiều.
Mình đợi nước tương cái mình quậy lên. Rồi đũa siêu dài luôn. Mình để cái máy quay mà nó tuột nè. Mình lười lười vô trong trọng lấy cái cây quay. Mình có đem cây quay theo cả nhà ơi. Mình có đem cây quay theo mà làm biến lấy. Xong. Nguyên sẽ để tỏi vô nha cả nhà. Xào tỏi trước cho nó thơm. Nguyên sẽ để thịt vô. Mình quay mình nói chuyện á. Cái bà chị bà con của chồng mình á, tưởng đâu mình nói bả hả. Thơm quá, tỏi để vô á, xào cái nó thơm. Cái này mình nghĩ để thịt nhiều quá nè. Chắc mình để một hộp thôi. Còn một hộp thì Nguyên sẽ chừa lại. Đậu hũ với lại rau. Ừ đúng rồi, đậu hũ. Đổ miếng nước tương vô. Nước tương này nó không có mặn đâu, cả nhà cứ yên tâm ha. Do Nguyên nấu, Nguyên xào cũng quen tay đó, cho nên ước lượng là được rồi. Rau Nguyên để vô luôn. Cái này xào cũng mau lắm. Chà, quên ha, hồi nãy Nguyên phải chiên trứng trước mới đúng. Thôi giờ mình chiên ở bên cái nồi khác. Nguyên sẽ chiên trứng bên đây. Đổ trứng vô. Đây thì Nguyên sẽ đổ bún vô.
đợi miếng nước. Xào mình đợi miếng nước vô cả nhà, để không đợi nước vô cái nó khô. Đó. Vậy là mình niêm miếng nước tương vô là được rồi. Còn trứng á thì Nguyên xào xong á, cái Nguyên làm cho nó bấy ra hết luôn. Rồi một hồi Nguyên sẽ đổ vô cái mì, cái bún gạo. Đó, như vậy là được đó nha, cái trứng của mình. Còn bây giờ mình chỉ xào cái này nha cả nhà. Mình xào cho nó khô nước là mình niêm niếm lại là được rồi. Đây là mình chỉ đợi nước tương thôi. Cái này thì mình có thể xào chay ăn cũng được. Trứng á, Nguyên xào á, Nguyên sẽ đổ vô luôn. Bây giờ Nguyên sẽ đổ miếng nước tương vô. Mình xào lên hồi là được rồi cả nhà. Bây giờ đã xong rồi cả nhà. Giờ lấy ra ăn thôi. Chị hào lèo, khởi gì sư. Nó phản. Nó phản. Sư. Sao nhỉ dao màu rồi nó phản kì nè.
Cái gì chồng của mình với lại chồng của mình ăn cả nha. Hồi nãy ăn sáng xong rồi cái hai người tám chuyện, vì chồng mình với lại bà